Điều tốt nhất tôi có thể làm là giao cu bi lại cho anh Tận. Tại sao em ủi cháy cái áo của anh mà không nói cho anh biết? Đã vậy á, còn lấy cái áo này ra làm giấy lau nữa. Nó cũng lỡ cháy rồi, không làm giấy lau thì cũng uổng lắm. Anh cũng đâu có mặc lại được nữa đâu. Ý anh á là em làm cháy cái áo của anh thì em phải nói cho anh biết chứ. Em cũng tính nói cho anh biết, nhưng mà tại vì anh giận em vô bếp Vin, cho nên là em không có cơ hội để nói. Em xin lỗi. Một đũa đi. Đũa nữa. Thôi vậy anh thích uống nước à? Ok. Anh lên. Nhìn chướng mắt quá à. Cái gì vậy? Có cái tô mì mà nấu không xong nữa. Trời ơi, em xin lỗi anh. Anh làm cái gì vậy hả? Đợi em hiếp bạn tôi thôi. Cái gì vậy? Trời ơi. Hãy cứu anh. Hãy cứu anh. Trời ơi. Cái gì vậy? Cái gì? Trời ơi, trời, cái này là lỗi của tôi mà. Mày tránh ra đi, để tao xả. Tôi kìa bà. Bà ơi. Anh hiếp bạn cho tôi xin, cho tôi kẹt đi. Cái gì? Anh bị điên á hả? Anh kêu em về làm mẹ của Bin làm vợ của anh á hả? Ba anh á, giờ là em gái anh sắp từ Mỹ trở về Việt Nam rồi. Mà anh không có muốn ba anh với em gái của anh biết của Bin nó không có mẹ. Cho nên em giúp anh nha. Vì đây là công việc quan trọng, cho nên anh sẽ trả tiền sòng phẳng. Làm ô xin á còn không vừa ý anh nữa. Bây giờ làm mẹ làm vợ làm sao mà tôi làm được. Tôi sẽ ở nhà anh Trình một thời gian. Khi nào mà có việc làm á thì tôi sẽ dọn đi. Còn chuyện làm mẹ làm vợ á, anh đi kiếm người khác đi.